tin Bắc Hàn, Bắc Hàn chúc mừng Giáng sinh các tín hữu Nam Hàn. Trong dịp Giáng sinh năm nay, Hội đồng Tôn giáo Bắc Hàn gồm các tín đồ Phật giáo, Hồi giáo, Đạo giáo, Công giáo và tinh lành đã cầu xin hòa bình và thịnh vượng cho các anh em Nam Hàn và mời gọi họ cùng nhau bước đi, chung tay hướng tới sự thống nhất và hòa bình. sứ điệp video bắt đầu với một loạt các hình ảnh của Thế vận hội mùa đông tại Bình Dương và các cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên trong năm 2018. Tiếp đó là lời của chủ tịch Hội đồng Tôn giáo Kang Si-jong, ông nói: "Tôi muốn gửi những lời chúc bình an trong giáng sinh này đến các anh chị em Nam Hàn. Chúng tôi hy vọng rằng với chúc lành của Chúa Giêsu, chúng tôi sẽ có thể cùng nhau tiến bước tay trong tay hướng đến hòa bình và thống nhất tại Bắc Hàn." chỉ được phép thờ kính vì lãnh tù quá cố Kim Nhật Thành và cha của ông. Bắc Hàn luôn tìm cách ngăn cản sự hiện diện của các tôn giáo, đặc biệt là của các Phật tử và Khi Tô Hữu, và đòi các tín hữu phải đăng ký vào các tổ chức do đảng Cộng sản kiểm soát. Chính quyền thường xuyên bắt hại dữ dội các tín hữu không đăng ký và các nhà truyền giáo. Từ khi chính quyền Cộng sản nắm quyền ở Bắc Hàn, khoảng 300.000 Khi Tô Hữu đã bị sát hại. Bắc Hàn phân dân chúng thành 51 nhóm trong xã hội và những người thực hành đức tin không được chính quyền kiểm soát thuộc vào nhóm thấp nhất, ít có cơ hội học tập, không được nhận trợ cấp lương thực và liên tục là nạn nhân của bạo lực tàn bạo. Theo số liệu chính thức của chính quyền, tại Bắc Hàn có 10.000 Phật tử, 10.000 tín hữu tinh lành và 4.000 tín hữu công giáo. Đây là số tín hữu đăng ký trong các hiệp hội được nhìn nhận. Hiện nay, tại Bắc Hàn chỉ có một nhà thờ duy nhất không có linh mục nào và mỗi tuần chỉ có một buổi cầu nguyện chung